Xin chào các bạn, tôi là Bùi Ngọc Hân, là người quản lý sản phẩm của trang bán hàng trực tuyến corashop24h.com. Video hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với các bạn về tác dụng của nước đông trùng hạ thảo trong hộp gỗ của Hàn Quốc. Vâng, thưa các bạn cũng biết là nước đông trùng hạ thảo là một cái liều thuốc bổ dưỡng cho sức khỏe của chúng ta, giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn, tăng cường hệ miễn dịch cũng như là nâng cao cái sức đề kháng cho cơ thể. Và cụ thể là nước đông trùng hạ thảo giúp chúng ta là bổ phổi ạ. Thứ nhất là bổ phổi. Thì bổ phổi giúp chúng ta những cái gì ạ? Là giúp chúng ta chữa ho. Những cái bệnh về như ho lao này, ho ra máu này, hay ho do phế hư, hay là ho do phế và thận hư, hoặc các bạn bị hen suyễn thì dùng nước đông trùng hạ thảo rất là tốt ạ. Vâng. Cái thứ hai là bổ thận. Thì các bạn có thể thấy là bổ thận là giúp chúng ta đánh tan những cái độc tố, những cái tác dụng xấu ở bên ngoài đối với thận, để giúp thận không bị suy, không phải là hoàn toàn nhưng sẽ hỗ trợ rất là tốt đối với việc là điều trị thận suy, hoặc là giúp các cụ là không giảm cái hiện tượng là đi đài đêm. Đấy là cái việc mà giúp cho quả thận của chúng ta được khỏe mạnh, đúng không ạ? Thế cái thứ ba đó là về hệ thần kinh. Thì nước đông trùng hạ thảo giúp các bạn giảm stress rất là tốt. Nó làm kích hoạt cái hệ thần kinh của chúng ta để tư tưởng được thông thoáng hơn, đúng không ạ? Và làm việc được nhanh nhẹ hiệu quả. Tức là mọi thứ là các bạn sẽ thấy là cái bộ não của mình nó được thoải mái hoạt động hơn. Đấy, thế và cái thứ tư là đây cũng là một cái liều thuốc rất là tốt cho huyết áp. Những người bị huyết áp, vâng, bởi vì là trong nó giúp lưu thông máu tốt, cho nên là huyết áp của chúng ta cũng sẽ được ổn định hơn. Và cũng chính vì thế mà nó giúp cho những người mà bị xơ vữa động mạch được ngăn ngừa được những cái hiện tượng xơ vữa động mạch, đúng không ạ? Vâng, đấy là những cái công dụng hữu hiệu của nước đông trùng hạ thảo. Thế còn đối với những người mà đặc biệt tốt, đối với những người mà gì ạ, bị cơ thể suy nhược, hoặc là các bạn vừa mới có những cuộc phẫu thuật, thì rất nên uống, vì là nó giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường cái hệ miễn dịch cho chúng ta để cơ thể nhanh chóng phục hồi, đúng không ạ? Và đấy là một cái công dụng rất là hữu hiệu của nước đông trùng hạ thảo. Ngoài ra thì nó còn ức chế những cái vi khuẩn, những cái tế bào lạ xâm nhập cơ thể, cho nên là nó hỗ trợ điều trị cái ung thư rất là tốt, vì là nó làm chậm cái quá trình phát triển của các cái khối u. Đấy. Thế còn đối với các anh các chị thì chúng ta sẽ thấy là các chị hiện nay đang rất ưa chuộng dùng nước đông trùng hạ thảo. Vì làm sao ạ? Vì ngoài cái tác dụng là bồi bổ cơ thể thì nước đông trùng hạ thảo còn là một cái loại dưỡng da rất là tốt. Vâng, khi các chị có cơ thể khỏe mạnh sẽ có một làn da hồng hào, đúng không ạ? Và nó làm chậm cái thời kỳ mãn kinh của các chị và rất tốt cho tuyến nội tiết. Đấy là công dụng của nước đông trùng hạ thảo đối với các chị em chúng ta. Tại sao mà hiện nay là các chị em rất là hay sử dụng. Vâng. Thế còn các anh ạ, thì các anh cũng bây giờ cũng đang đam mê lắm ạ, vì là nước đông trùng hạ thảo giúp các anh là một cái liều thuốc tráng dương cường thận, giúp tăng cái khả năng cương dương cũng như là tăng cái khả năng các cái chức năng sinh lý của anh các anh. Thế và giúp tránh cái hiện tượng là mộng tinh di tinh. Đấy là liều thuốc cho các anh, đúng không ạ? Và các anh rất là nên lưu ý để tìm được cái đúng cái sản phẩm mà mình cần dùng, đúng không ạ? Vâng, trên đây tôi vừa mới giới thiệu với các bạn về cái tác dụng của nước đông trùng hạ thảo trong hộp gỗ của Hàn Quốc. Để biết thêm thông tin về nước đông trùng hạ thảo cũng như là những cái sản phẩm của Hàn Quốc khác, những cái sản phẩm bổ dưỡng về sức khỏe, mời các bạn truy cập vào trang web corashop24h.com hoặc gọi điện đến số 0979149256 để được hỗ trợ và tư vấn trực tiếp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.